tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Tú Vlog. Hôm nay thì em sẽ quay cho các bạn về một con máy cày TK33, một dòng máy cày Nhật bãi này. Đầu tiên em sẽ quay sơ qua về con máy cày nhé. Con này là cơ sở mới về nữa. Đấy, nó từng cái tem mác của con máy nó còn là tem mác Nhật nguyên zin đấy. Nó đã phai màu theo thời gian, chứng thọ dòng máy Nhật này dùng rất bền nha các bạn. Đấy, chi tiết của con máy nó rất đẹp nhá. Này đấy, con đưa chuột không hở này. Hai cái từng cái chi tiết của con máy không hề hở dầu gì nữa các bạn đấy. Anh quay rất chậm cho các bạn có thể là coi để tham khảo nhá. Đấy, chi tiết con máy này thì nó rất đẹp thôi đấy, các bạn có thể coi đấy. Đấy, con máy này chạy thông số lốp là 12.4-26 đấy. Lốp rất đẹp nha, lá răng rất đẹp này. Đấy, từng cái chi tiết con máy rất đẹp này. Các bạn có thể coi tham khảo này, dòng lốp này rất đẹp nữa. Đấy, lốp trước là lốp sau nha, còn lốp trước của con này thì chạy thông số là bao nhiêu nhỉ? 8-16 này. Lốp đang còn gấp bãi Nhật mà nó còn rất đẹp nhé. Chỉnh cái là răng chi tiết con lốp này. Các bạn coi này, lốp rất đẹp nhé. Đấy, không răng lên chim hay gì đâu ạ. Con này cũng rất đẹp đấy. TK33 em bán. Đấy ạ, à, dòng cái này là dòng của cái mác của máy cày đấy. Đầu tiên con máy này, bốn lốp đều rất đẹp nhé. Đấy ạ, phía trong cầu trước các bạn này là răng bên phía trong, cái nước sơn nó còn sơn zin này, nó còn đã bị hăn gì theo thời gian đấy, thì là có nghĩa là nước sơn này nó còn nguyên zin đấy, cầu trước của nó không hở đâu nhá. Các bạn thể coi này đấy, cầu trước con máy rất đẹp nhá, từng cái chi tiết của con máy được làm rất tinh xảo, máy rất đẹp đấy. Đèn này, đèn rất đẹp luôn đấy. Con máy TK33 con này mới về tại cửa hàng đấy. Các bạn nào có thể mua thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0910 0915 060 999 đấy, để có thể mua máy nhé. Con này mới chạy được 1205 giờ nhé. Chúng cái tính chất rất đẹp này, em sẽ ngồi lên ngồi tham khảo nhé. Con này chạy là Benker số cơ này. Các bạn có thể coi này, Benker số cơ này đấy. Số là cũng số cơ này, nên coi cho các bạn này. Chạy rất đẹp nhé, Benker số cơ này đấy. Nên ngồi lại con máy này cũng rất khỏe nhé các bạn. Máy đấy ạ. Từng cái chi tiết của con ốc này đấy, máy móc nó còn nguyên zin. Các bạn có thể coi để tham khảo nhé, em quay rất kỳ nhé. Không số em quay một số con bại review, còn máy bại thì các bạn lại bảo là quay vừa sơ sài ấy. Nhưng mà em quay rất kỳ này. Từng cái chi tiết thông số kỹ thuật của con máy bên Nhật này, nó mang về nó bằng bao nhiêu là nó sẽ mang bấy nhiêu này đấy. Tem mác bên Nhật này đấy. Máy móc thì nó còn rất đẹp nhá. Đấy, anh đừng về. Còn cái lưới tư cháy đâu. Ai cháy đâu. Con GL24 này đang còn chạy thử đấy. Cơ sở này là cơ sở Thành Chương nhé. Có thể coi nhé, địa chỉ là 6 Mạc Tân, Tiên Ngọc, Tiến Châu, Nghệ An. Máy năng rất đẹp nhé. Máy đang rất đẹp đấy. Đây này, anh thử lên lại đấy. Cái này đang còn chuẩn bị để đánh vào kho nhé. Mình sẽ coi. Đấy, con anh sẽ chuẩn bị đánh vào kho đấy. Từng cái chi tiết của con máy rất đẹp nhé. Đánh vào kho đấy. Đây, máy móc đây ạ. Các bạn có thể nghe tiếng máy nhé.
Anh bắt thời gian vào rất là ok nhé. Máy móc đang rất đẹp nha các bạn. Con này là con máy cày đời mới này. Anh Thừa đã chạy review về con máy này. Máy móc rất đẹp đó. Đây là một số con máy của cửa hàng này. Con này là con Isuki. Con này chưa được. Dòng máy này là dòng máy mới này. Đấy. Máy đang rất đẹp nhá. Đấy. Con GL24. Máy móc đang còn rất đẹp nha các bạn, có thể tham khảo nhé. Mấy con này kia nào. Con này là con máy cày rất đẹp, bán tại cơ sở này. Các bạn có thể coi này. Đừng có chi tiết con máy. Con người lời hôm tư máy chạy bên cơ số cơ này. Kho máy cày đang còn có ở tại phòng kho. Đây là con SH Cutter này. D-Sigin này. Làm máy cày rất đẹp nhé. Đó là một trong những dòng máy cày mới tại cơ sở đang còn về để bán. Các bạn có thể coi tham khảo. Thông số kỹ thuật của lớp của dòng máy cày rất đẹp lắm. Các bạn có thể coi. Máy cày rất đẹp. Các bạn có thể muốn mua máy cày thì có thể đến trực tiếp tại cơ sở này. Là công ty xuất nhập khẩu Thành Trương, quốc lộ 1A, Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An. Đây, và chuyên bán máy dự án hỗ trợ vay vốn thủ tục ngân hàng đấy. Các bạn mua máy có thể chỉ cần liên hệ số điện thoại đấy. Từ các dòng Kubota 4508 này, các dòng Kubota đó kia đều được có hỗ trợ trả góp cả nhé. Nếu các bác nào có từ giờ là mình chưa đầy đủ về tài chính có thể vay vốn ngân hàng có thể mua máy nhé. Các bạn xem video thì nếu thấy hay thì cho một like, share, đăng ký kênh nhé. Các bạn cần mua máy hay dòng máy thì có thể liên hệ vào số điện thoại em để trong video, có thể để mà mình liên lạc nhé, hoặc có thể là gọi số điện thoại trực tiếp đây là 0915060999 ấy. 0.5